Vâng, trên tại khu vực sân ring bây giờ đang nóng dần lên. Vâng, trân trọng kính mời mọi người đang có mặt tại công viên cơ sở, chúng ta cùng hướng mắt về khu vực xích thủ vòng. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Trên dây bây giờ và ngay lúc này là xích thủ Nguyễn Phúc Bình. Anh ấy là một trong những lão niên đang thường xuyên sinh hoạt tại công viên cơ sở. Quá đẹp. Anh ấy đang cống hiến cho mọi người tham quan và du lịch có mặt tại công viên cơ sở những đường bay thật tuyệt quý và đẹp mắt. Quá đẹp. Mặc dù anh Phúc Bình năm nay đã bước vào tuổi thất thập cổ lấy, nhưng mà anh ấy vẫn có những đường chuyền, đường bay lượn thật đẹp mắt và tuyệt vời. Anh ấy trao khoa, anh ấy trao lại, anh ấy đang đùa giỡn trên xích. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Được sự động viên và cổ vũ của mọi người đang có mặt tại sân ring. Anh ấy rất là bình thản, đang cống hiến cho những người xem những bước đi thật uyển chuyển và đẹp mắt. Anh ấy trao khoa, anh ấy lại trao lại, anh ấy đang đùa giỡn trên dây xích. Rồi ôi, có mấy ai làm được như anh đâu. Một tay nhá, vâng, quá đẹp, quá tuyệt vời. Chúc anh một ngày mới sức khỏe, hạnh phúc và bình an.